Hôm nay thì Dương Nguyễn Studio xin giới thiệu đến các bạn một dòng loa vi tính đa năng. Đây là một dòng loa có thể phát Bluetooth và kết nối với tất cả các thiết bị âm thanh như mixer hay là máy vi tính, tất cả các thiết bị điện thoại. Đó, nó có, sẽ có dây kết nối nha các bạn. Đó, và đặc biệt là nó đã có tích hợp sẵn một bộ Bluetooth 5.0. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về dòng loa này. Nó sẽ là dòng loa 2.1 nha, tức nghĩa là nó có hai loa và thùng của nó hoàn toàn là bằng gỗ. Đó. Cho nên khi mà chúng ta phát tín hiệu ra thì nó sẽ rất là ấm và chắc. Đó, nó là gỗ, gỗ 100%, rất là chắc chắn luôn. Về cái giao diện của nó thì nó sẽ có khay USB và thẻ nhớ Bluetooth. Nó sẽ có 3 tín hiệu vào. Ở đây nó sẽ là volume tổng và bass tape. Ở dưới đây nữa thì nó sẽ có những chức năng như là chế độ nè, chế độ thay đổi á, rồi qua bài, stop. Phía mặt sau, đây mình sẽ quay mặt sau cho mọi người xem nha. Đó, mặt sau nó sẽ có hai ngõ bông sen, ngõ vào để chúng ta kết nối máy tính nha. Còn nếu như chúng ta không kết nối máy tính thì chúng ta có thể mở Bluetooth để nghe. Đó. Đây là dòng loa nhập khẩu hoàn toàn nguyên con từ Trung Quốc nha các bạn. Tuy là hàng Trung Quốc nhưng nó là một dòng nổi, rất là nổi tiếng của Trung Quốc nha. Lohau, các bạn có thể search Google thương hiệu loa Lohau và đây là mã 8219. Đó. Loa này trên thị trường hiện đang có giá bán với mức giá là 2,1 triệu. Nhưng hiện tại Duy Nguyễn Studio đang bán dòng loa này chỉ với giá 1,7 triệu. Đó. Cam kết là giá rẻ nhất thị trường luôn nha mọi người ơi. Đó, rất đẹp, nặng. Chúng ta có thể dùng để làm loa monitor khi thu âm hoặc là livestream luôn. Đó, bởi vì sao? Bởi vì chất âm của nó rất là trung thực. Đó, đây là màng loa của nó. Một củ trép rất là xịn sò ha. Nè, củ trép rất là xịn sò luôn. Còn ở dưới nó sẽ là bass. Đó, bass trung. Nó là một tấc nha quý vị, một tấc. Màng lo rất là dày luôn nè, màng lo nè, cực kỳ dày, chắc chắn, quánh đùng đùng luôn. Rồi, chút xíu nữa mình sẽ mở một đoạn lên cho các bạn nghe nha. Hiện tại thì mình sẽ kết nối chiếc điện thoại với lại BLE ha, 8219. Đó, đã kết nối. Đó, hiện tại thì Nguyễn đã kết nối nó với lại chiếc iPhone. Đó, và chúng ta mở lên. Đó, các bạn nghe âm thanh thử đi. Dặn lên. Các bạn thấy thế nào? Âm thanh quá best đúng không? Bass rất tốt luôn nha các bạn. Bass rất chắc. Các bạn phải ở ngoài các bạn mới nghe và cảm nhận được cái độ chắc của nó. Mình thu qua điện thoại thì có thể là nó sẽ không được chân thật lắm nha. Mà ngộ lắm, mình thu trên điện thoại mà mở lớn quá đó. Đó. Rất đẹp luôn các bạn. Chúng ta có thể để trên bàn làm việc nè, trang trí nè, bàn máy tính nè, nghe nhạc, phòng khách, rất đẹp. Nó hơi hợp màu với là cây piano của mình luôn. Lên con. 3, 2, 1.